năm anh chưa có về thăm miền Tây sông nước mênh mông, thăm vườn cây trái sung xuê, nhớ mùi lúa thơm thoang bài trong gió, nhớ làng tóc ai ngân ngơ câu. Sống trong lòng nhớ nhung trong lòng, sao không về thăm quê, nói thương em mà sao không về thăm em. Anh sẽ về thưa giới tia ma hai bên, cao dây cầu đơm thăm mối duyên quê, thuyền dưới qua đoan đưa cô dấu mới, mình sanh đôi cất lên mối dây tơ hồng. Cố lên, cố lên, cố lên bác, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Hay quá. Bác sao vậy bác? Sao bác? Ủa, anh Hải. Chứ không lẽ ông nội của ông Bánh? Không có, hồi nãy em cũng tính chào ông rồi. Thấy chưa? Mà thấy không? Chỉ có tao mới làm cho mày không còn là thằng Hải nữa. Mày còn nói nữa hả? Nó cắn mày vợ mày. Sách nói, mày phải tin tưởng cuốn sách của tao. Ăn gì kêu thêm đi. Chị ăn gì kêu thêm đi chị. Chị Năm, làm gì ngồi mình ên mà buồn quá vậy? Ấy tôi cũng đi mình ên nè. Ấy cho tôi ngồi đây nha. Có chuyện này hay lắm, tôi kể chị nghe. Chuyện gì vậy? Cho mượn đôi đũa cái chén nữa đi. Dạ. Trà đá cũng cụng luôn hả? Cũng láng hết. Cảm ơn con. Dạ. Mới vô làm hen. Dạ. Ừ. Chuyện gì? Chuyện nó gì nè? Bỏ điện thoại xuống. Có chuyện gì vậy má? Nè, nghe má nói không? Chị nghe. Đã đến lúc má con mình phải tiến hành thực hiện kế hoạch. Kế hoạch hả? Phải mau chóng tìm đủ mọi cách để chia rẽ ly gián tình cảm của ba đứa Mận Lê Đào, và chúng ta cố gắng tiến hành thực hiện kế hoạch càng sớm càng tốt. Đúng là má của con không hổ danh tí nào. Ý. Má mày dễ sợ lắm, bộ tưởng bở. Tía, uống trà đi tía. Cảm ơn con. Dạ. Ông, uống nước không? Thôi, nhà tôi nghĩ sao thấy ngộ ghê nha. Gì ngộ? Đó, thì cứ rể cũng như là cứ dâu vậy đó. Trời ơi,
Tình ấy quét nhà, rửa chén, giặt đồ, nấu cơm, dọn dẹp. Rể mà tôi tưởng dâu chứ, y như con gái vậy. Thấy chưa, cầm cây chổi mà cũng thùy mị nữa. Bụi, bụi. Dạ. Nó giỡn thôi con ơi, con làm gì dữ vậy, quét bình thường lại đi. Thôi vô nghỉ đi con. Dạ. Cái tướng đi nó cũng lạ, nó giống... Nín đi. Người ta nói là cưới dâu hiền là con gái, cưới rể thảo là con trai. Nó về nó làm được công chuyện gì thì mừng công chuyện đó. Sao mà nhiều chuyện quá. Thôi thì tôi thấy sao tôi nói vậy mà, tôi giỡn chơi thôi. Ờ ông nè, hồi sớm mơ này á, tôi gặp ông Ba Địa. Rồi cái ông hỏi chuyện tôi. Ông hỏi gì? Ông hỏi chuyện về con Lê với thằng Hàng đó. Bà trả lời sao? Ông hỏi là ủa sao cho tụi nó cưới nhau sớm vậy. Cái tôi mới nói là tôi có biết gì đâu, thì thấy tụi nó yêu nhau cho tụi nó cưới nhau vậy thôi. Ờ. Nhưng mà tôi nói thiệt ông nghe, nói thì nói cho cứng miệng vậy, chứ bản thân tôi cũng thắc mắc nè, tại sao tụi nó cưới nhau sớm vậy? Bà sao bà thắc mắc vô duyên quá. Thì tụi nó yêu nhau rồi cưới nhau lúc nào không được, sớm trễ cũng vậy thôi. Ờ thì hỏi chơi cho vui vậy thôi mà. Vô nghe. Vô đi. Quét cái chầm cái chỗ cứng cứng chút. Gì kỳ cục. Giặt giùm tôi cái khăn luôn đi nha. Tự giặt đi. Ủa, mắc cười quá. Thị vợ hả, dù gì anh cũng giờ một đống đồ rồi, tôi nhờ có tôi cái khăn là làm gì ghê vậy. Ủa mắc cười quá, khăn này là khăn của ai? Khăn của cô thì tự giặt chứ, tự nhiên cái nhờ người ta, anh đã phải ngỡ của cô. Nhưng mà hả, tôi nhờ ảnh chứ tôi không có nhờ hả con người ích kỷ lòng dạ hẹp hòi như chị đâu ha. Ờ tôi vậy đó, tại vì người ta là chồng của tôi. Rồi sao, tôi không cho rồi sao? Đàn ông đàn an gì hả, lấy nhầm cái người vợ như chị. Tôi nói thiệt á. Thiệt thiệt cái gì? Vô duyên. Làm biếng còn nói nữa. Đưa tôi phụ cho. Thôi, để tôi làm được rồi. Làm cái gì, mệt quá. Để tôi. Mà tôi thấy tôi phụ nó giặt con cái cũng có sao đâu. Thôi mệt quá im đi. Tự nhiên à. Cô làm người ở đó hả? Làm riết rồi làm biếng, không có ai ra gì. Biết rồi. Lê, bị gì vậy? Lê, tôi chóng mặt quá. Có sao không? Chắc không sao đâu. Thôi thôi, vô trọng nghỉ ngơi đi trời. Thôi mà, giặt đi, cứ phụ cho. Ôi da. Bỏ nó đi, đây, đây, để tôi làm cho. Mai mốt ai mà lấy được anh làm chồng á, chắc sướng lắm ha. Thôi đi nghỉ ngơi đi. Tôi đi à. Ờ thôi tôi đỡ vô cho nha. Đi. Thôi được rồi, tôi tự vô được rồi. Ê, có gì đâu mà ngại, vợ chồng mà. Lê, cô làm sao vậy? Tự nhiên tôi mệt quá. Trời đất ơi, thôi để tôi lấy dầu sức cho cô nghe. Nè. Đi chợ với gì? Em không? Chị mệt quá em ơi, em đi một mình đi. Lê sáng giờ bị nhức đầu. Chị sao vậy? Ai biết đâu, tự nhiên thấy mệt trong người. Đừng có xức dầu, cái mùi dầu khó chịu quá à. Tôi ghét cái mùi dầu xanh này lắm luôn á. Ủa vậy hả? Thôi
Để tôi chạy ra ngoài tôi nấu gừng cho Lê uống. Để Lê ấm bụng nghe. Lê ngồi đây chờ tôi một chút. Hay 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 hay. Coi bộ ông tốt với hai dữ nha. Chăm sóc vợ vậy là hiếm lắm á. Ráng mà giữ đi không thôi mất đó. Khùng quá. Tự nhiên lo cho mình đi kìa. Nhiều chuyện quá. Em thiệt chứ bộ. Được đó. Ừ được. Đi chợ giùm tôi đi bà. Ngồi đây hoài không có đồ nấu đồ ăn. Tí la cho đó. Làm gì vậy? Dạ cô Lê cũng muốn ói. Con pha gừng cho cậu uống. Tí ơi, con nhìn thấy đàn ông vậy là con hết ham được. Nó làm sao? Mặc chứng gì? Thì á, đàn ông lúc nào mà cũng ẻo lả hết trơn á. Tí ơi. Gì? Hả? Đó, tí thấy chưa? Mày á, mai mốt mày cũng cầu nguyện đi nha. Mày lấy được thằng chồng biết lo lắng cho mày như vậy á. Thôi đi tí ơi. Con mà lấy phải người đàn ông vậy hả? Thôi, con ở giá còn hơn. Người mà con lấy á, tí biết không, sẽ là một người đàn ông cao to, dạm dở, mà lại là sáu múi nữa. Chắc chắn phải là một người đẹp trai. Ai mà vậy được. Dẹp đi mày ơi. Mày ngủ mày nằm mơ đi. Xin lỗi mày cỡ tướng tao má mày còn lấy. Mày bị đặt xạo xạo. Tại má. Má còn đuôi má còn lấy tiếp. Chứ con gái đẻ ra làm chi nó rủa má nó đuôi. Kệ nó con. Dạ thôi, con lên trước nghe tí. Ừ. Ê. Gì vậy? Gì mặt mày chủ ổn đóng hoài vậy? Thì tất cả là cũng tại cái con Lê đó hết á. Nó mận gì con? Nó hả? Nó không có cho cái thằng 6.000 đó giặt đồ giùm con. Má nghĩ coi có tức không? Nè, chịu khó đi, một thời gian nữa đi. Ráng á, lấy lòng tía con đi. Lúc đó hả, tha hồ mà hành hạ tụi nó. Đúng rồi. Khi nào á mà con lấy lòng được tía, con sẽ hành hạ tụi nó. Chắc chắn á, sống cũng không bằng chết. Ừ, má ủng hộ con đó. Thôi, không có căng nữa, giảng ra. Vậy nghe. Dạ. Làm gì vậy con? Dạ, con còn trái cây. Ê. Dạ. Hôm nay có ai hỏi chuyện bay với con Lê không? Dạ, dạ không. Mà hình như Lê có thai phải không chú? Ủa, bác, tía. Con chưa có mày quen. Dùng một chữ thôi. Dạ. Mày nói nhiều người ta nghi ngờ. Thì chính vì nó có thai cho nên tía mới nhờ bay. Ủa, vậy rồi chừng nào con mới về lại thành phố vậy? Lúc đầu á, chỉ tính nhờ bay khoảng tuần lễ thôi. Nhưng mà giờ tình hình như vậy, chắc bay phải ở lâu một chút. Giúp tía nghe con. Bị gì á, cái chuyện nó tới nước này rồi, phóng lao phải theo lao. Có gì tía điện lên trung tâm tía nói nha. Dạ. Mày đồng ý hả? Dạ. Ê, bỏ nó đi từ từ. Mày thấy con Lê làm sao? Lê làm sao tía? Thì con thấy Lê cũng thông minh, tốt bụng, lại đẹp nữa. Vậy là được rồi. Dạ. Ngày xưa đó tía với má con Lê cũng đâu có quen nhau đâu. Rồi sống lâu rồi nó nảy sinh tình cảm gì đó. Lấy nhau về rồi cũng đẻ phà phà vậy mà.
Ê, có khi nào mày với con Lê giống vậy luôn không? Dạ, hả? Dạ, thôi, con vô ghi tí. Cái thằng nếu tụi nó được vậy đỡ quá. Hải, sao rồi Hải, mày bún được không? Ủa, đôi guốc đâu rồi mày? Quăng rồi. Sao quăng? Chịu có nổi, đau thấy bà luôn à. Mày dữ lắm luôn, mày không thấy ông Hai Lợi hả? Suốt ngày ông mang guốc á, có sao đâu. Khủng mày ơi, ông mang là mang từ nhỏ tới lớn, tao mới mang rồi sao chịu nổi, đau quá à. Mày thiệt, mày đổi cách khác giùm tao đi, cách đó không có được đâu. Mày yên tâm đi, tao đã soạn thảo phương án làm trai nông thôn cho mày luôn. Rồi hả? Bước tiếp theo làm gì? Nhuộm da. Nhuộm da? Ừ. Là sao? Tức là em có một ước ào, em có một khát ào. Làn da nâu, làn da như con trâu. Ủa sao biết bài đó mày? Lúc còn ở trển á, tao nghe bài này hoài à. Cái ý của tao là phải vậy đó. Cái tướng mày như con trâu, mà cái da mày như trâu nữa là ok, y chang là dân nông thôn luôn. Thiệt không? Thiệt. Vậy hả? Hãy làm theo cách của tao. Theo cách của mày hả? Đó, cách nhuộm da theo cuốn bí kíp của tao chỉ nè. Mày phải lột hết quần áo, xong xuôi nhảy xuống dưới. Muốn nhuộm da đen là phải nhảy xuống dòng sông đen như vậy. Làm vợ luôn hả? Và làm luôn. Sông nào sạch sạch chút được không? Khoan, từ từ đi. Trong sách nó chỉ gì mà. Rồi nè, mày phải ngâm ở dưới nước 7-7-49 giờ. Xong rồi tẩn tao luôn hả? Khoan, có dòng ghi chú đặc biệt chỉ nè. Đặc biệt không cần ngâm như vậy cũng không sao. Vậy nói gì? Sách ghi sao tao đọc lại cho mày thôi. Mày sao mày khó quá. Sách của mày tao nghi quá. Nghi cái gì mà nghi? Tao mà thành công được là nhờ cuốn sách này đó. Mày nghe tao chỉ dẫn nè. Rồi, bây giờ mày cởi quần áo ra đi. Do cái nước sông đen này nó ngấm vô da của mày. Xong xuôi mày lên đây mày nằm dài sọc ra, phơi nắng ha. Cho nắng nó rọi vô mày nữa là mày đen được. Vậy hả? Tao giữ quần áo cho. Giữ kỹ nghe ông nội. Giữ kỹ, cho đen đều hết nha. Không sao đâu, mày làm đi. Có tao với mày không mà ngại gì. Mày đừng có nhìn. Có gì đâu. Mày nhìn sao tao cởi? Mày cùng cởi đi. Đàn ông cũng biết mắc cỡ chứ. Giữ kỹ cho tao à. Mày tướng mày đẹp không mày? Về xuống hả? Nhảy xuống đi. Đen chưa Hải? Đen rồi. Đen không? Đen, bụng đen nè. Tao thấy đen quá trời luôn. Vậy là mày thành công rồi đó. Giờ sao? Bây giờ mày bơi đi. Bơi, thập xuống, lặn xuống, thập xuống. Ê, bắn. Anh bắn. Anh này bắn ơi. Bắn. Bắn. Hộp lặn vậy đủ chưa Bảnh? Bảnh ơi, hộp lặn nãy giờ mệt quá Bảnh ơi. Đủ đen chưa Bảnh? Bảnh, Bảnh, đã mất tiêu rồi mày. Tám Bảnh. Trời, mày bỏ đi đâu rồi? Quần áo của tao đâu? Bảnh ơi, Bảnh ơi, Bảnh, Bảnh ơi. Chết bà, cái quần ở đâu rồi? Bảnh ơi, tao bị tụt quần rồi Bảnh ơi. Bảnh ơi, bây giờ sao đi về mày? Cái quần đâu? Bảnh ơi. Trời, tao giết mày chết Bảnh ơi. Quần ơi là quần. Mày đâu rồi quần? Lại trời lại Phật cho con kiếm được cái quần.
Quần ơi Quần, mày núp ở đâu vậy Quần? Quần ơi, anh chưa có về thăm miền Tây sông nước mênh mông, thăm vườn cây trái sung xuê, nhớ mùi lúa thơm thoang bài trong gió, nhớ làng tóc ai ngân ngơ câu. Những điều lý dân ca nghe dậy sống trong lòng, nhớ nhung trong lòng sao không về, không về thăm quê, nói thương em mà sao không về thăm em. Anh sẽ về thưa với tia má hai bên, cao dưới trầu đơm thăm mối duyên quê, thuyền dưới qua đón đưa cô dâu mới, mình sanh đôi kết nên mối dây tơ. Ba mẹ nuôi em bán hủ tiếu, còn ba mẹ nuôi của chị thì giàu có, chị sẽ đổi với em sẽ được ăn bánh kẹo, được đi xa hơi. Nguyệt, chị hai, ngày mốt là chị đám cưới rồi đó, anh đi xa hơi chắc gia đình nhà ảnh giàu lắm hả chị? Chính chị đã cướp đi những thứ này của mình chỉ lấy lại mà thôi. Tại sao lại giả làm chị để kết hôn với anh Bảo? Em chỉ lấy lại những thứ thuộc về em thôi. Ngày xưa chị không đổi với em thì em đâu có ra nông nổi này. Em không để cho chị cướp đi thân phận của em lần nữa đâu. Quanh quẩn ở đây thế nào cũng gặp người quen à.